Qua 2 ngày, ngày 28 và ngày 29 tháng 6, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Cà Mau năm 2023 đã diễn ra an toàn đúng quy chế. Qua ghi nhận, kỳ thi thực hiện tốt 4 đúng 3 không, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt. 4 đúng là đúng quy chế và hướng dẫn thi, đúng và đủ quy trình, đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm, kịp thời xử lý tình huống sự cố bất thường. 3 không là không lơ là chủ quan, không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường, không căng cứng áp lực thái quá. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có hơn 9.800 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành 17 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng, gồm 414 phòng thi. Hội đồng thi điều động 1.650 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong hội đồng thi và các ban của hội đồng thi. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 2 ngày thi vừa qua, số thí sinh vắng các môn không nhiều so với số đăng ký dự thi, chủ yếu là thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Có một trường hợp đi trễ quá 30 phút môn ngữ văn nên không thi các môn tiếp theo. 3 trường hợp miễn thi do khuyết tật nặng. Ghi nhận trong 2 ngày thi, đa số các em đều mừng rỡ đánh giá về đề thi vừa sức, bám sát kiến thức, không khó đạt điểm trung bình nhưng vẫn có tính phân loại cao. Rất là thoải mái, được hoàn thành hết 2 môn. Chỉ còn có một tổ hợp với môn anh văn đó là em hoàn thành. Em thấy nó đỡ áp lực hơn là mấy là trước thi ngày thi. Từ đến nay văn thì cũng có cảm giác hơi khó, toán thì em thấy bình thường. Tại vì em cũng đã luyện rất là nhiều lần nên thấy rất là bình thường. Nên không có gì khó khăn đối với em. Em xét vào công nghệ ô tô. Điểm em thì đã đủ điểm rồi, em chỉ cần lấy điểm tốt nghiệp thôi. Đây năm nay em thấy là nó khá là đại trà, tất cả các bạn thí sinh thì cũng em nghĩ là sẽ đều tốt cả. Dạ theo như em coi trong này á thì từ câu 1 đến câu 20 chúng ta có thể dễ dàng lấy điểm được. Nhưng mà từ câu 30 đến câu 40 chúng ta phải vận dụng một tí. Tức là có một số cái mẹo, một số cái móc, một cái số cái bánh khóe để mình nhìn ra. Dạ qua nay thì con làm bài cũng ổn nhưng mà nói chung thì con có một số câu nó hơi không ở trong phần con ôm nên là cũng hơi bất ổn xíu. Nhưng mà nói chung thì làm bài vẫn được. Dạ ngữ văn thì có vẻ là ổn nhưng còn toán thì chắc hơi quá sức. Dạ cũng có thì nói chung phân hóa đều là từ dễ đến khó. Dạ môn dễ nhất thì chắc là công dân rồi tới là môn sử rồi địa là con không ngờ lần này nó khó tới vậy. Tại khu vực cổng trường trước và trong giờ thi, đông đảo phụ huynh đưa con đi thi cùng tâm trạng lo lắng lẫn kỳ vọng về kỳ thi. Thấy nó làm bài cũng tốt á, thì thấy về cháu nó cũng vui. Cháu thì nó cũng có cái nguyện vọng là thi vô cái trường Đại học Văn Lang. Nói chung sáng giờ thì mình thấy mình quan sát á, rất là chu đáo luôn. Công an đồ mình thấy an ninh đồ rất là tốt luôn. Thì phụ huynh ngồi đồ mà thấy ra đồ, nói chung là nước nôi rồi cơm đồ phát miễn phí rồi, mình thấy rất là hài lòng. Mặc dù thời tiết hai ngày nay khá bất lợi do mưa nắng thất thường, nhưng với sự hỗ trợ từ gia đình, người thân và 35 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi và nhiều sự hỗ trợ khác đã giúp thí sinh an tâm làm tốt các bài thi. Tại điểm trường Hồ Thị Kỷ thì cũng có nhiều trường từ các huyện lên đây thi, cho nên là cũng có nhiều phụ huynh lần đầu đến đây cho nên là cũng hơi bỡ ngỡ. Cho nên là thông qua những cái hoạt động đó thì phụ huynh lẫn các bạn thí sinh cũng có được một cái điểm tựa an tâm hơn cho cái mùa thi năm nay. Thì đội hình cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn. Bên cạnh đó thì do là thời tiết năm nay thì cũng không có được thuận lợi mấy, cho nên là đội hình cũng sẵn sàng hỗ trợ về đưa đón các bạn. Đội hình xe ôm miễn phí cũng như là hỗ trợ che dù cho các bạn đến địa điểm thi. Giữ đồ hộ thì giống như những năm trước thì xuất phát từ một cái nhu cầu là các bạn vô phòng thi thì có những bạn là tự đi một mình đến đây thì không biết là gửi đồ ở đâu, thì có một vài bạn bắt đầu gửi cho các anh chị tình nguyện viên. Thì bắt đầu từ những cái nhu cầu đơn giản đó thì bắt đầu năm nay các bạn đã thành lập một cái đội hình là giữ đồ hộ. Thì giống như từ ngày hôm qua đến hôm nay thì tụi em cũng đã ghi nhận là giữ cho khoảng hơn 30 trường hợp. Thì trong đó có điện thoại, có máy tính, có atlas này kia. Thì các bạn cũng sau khi mà các bạn giữ xong rồi các bạn ra nhận thì các bạn cũng chia sẻ là cũng rất là an tâm khi mà sáng nay các bạn gửi đồ ở đây. Thứ nhất là được các anh chị ghi thông tin rõ ràng cụ thể và khi mà các bạn nhận lại đồ cũng rất là cụ thể và cũng đầy đủ. Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã kết thúc tốt đẹp, các mốc thời gian quan trọng. Công bố kết quả thi vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 7, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 7. Công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất ngày 22 tháng 7. Thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 18 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7.
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo, hoàn thành chậm nhất vào ngày 12 tháng 8. Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào ngày 15 tháng 8.